Cô xin chào các bạn nha. Ok, và hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Todoroki trong phim Boku no Hero Academia. Để tránh làm mất thời gian nên mình đã bỏ qua phần sketch luôn. Vì mình sử dụng bút bi để đi nét nên phải thật cẩn thận nhé. Ok, vậy là mình sắp xong phần đồ nét cho nhân vật rồi nha. Xong, bây giờ mình sẽ phải tẩy những nét bút chì lúc nãy đi để khi tô màu không bị lem hình. Ok, và bây giờ là tới bước tô màu rồi nè. Phải tô đậm ở một số chỗ để lát nữa nhìn cho giống thật. Ok, tô mắt, vết sẹo và áo cho em nó nha. Rồi bây giờ tới lúc tô màu da nè. Ok, nhìn sơ qua thì cũng tạm ổn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một vài chi tiết cho bức tranh được thêm sinh động hơn. Lúc vẽ cái này làm tay mình run lắm luôn đó, chỉ cần gạc sai một cái thôi là ôi rồi ôi luôn nha, ha ha. Khi vẽ xong, do là mình thấy cái nền còn trống nhiều quá nên tiện tay vẽ luôn ngọn lửa với cái khối băng luôn. Ok, xong rồi đó, nhìn ảo ma Canada Tiki Lazada luôn chưa, ha ha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng một cái like nha. Các bạn muốn mình vẽ nhân vật nào nữa thì hãy comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.